Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều hôm qua, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động tỉnh Lê Thanh Triều phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm qua, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động các cấp thường xuyên làm tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia vận động các nguồn quỹ với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, triển khai xe tặng 224 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà vì người nghèo với số tiền gần 10 tỷ đồng, tặng trên 7.000 xuất quà cho các đối tượng với số tiền trên 6 tỷ đồng. Phối hợp tham gia xét duyệt 129 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp tìm kiếm quy tập 14 hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang trọng, chu đáo. Biểu dương kết quả chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian qua, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động các cấp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo. Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, tăng cường hoạt động đền ơn đáp nghĩa, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp, các ngành để nhân rộng trong toàn tỉnh. Tiếp tục thông tin về tình hình nắng nóng khô hạn trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, các địa phương như là Thới Bình, Trần Văn Thời đang phải vất vả đối phó với tình trạng hạn mặn gay gắt và sụt lún nghiêm trọng. Trong khi nắng nóng khô hạn diễn biến phức tạp, nhiều diện tích rừng tại huyện U Minh đang có nguy cơ cháy cao. Phản ánh của phóng viên Hồng Nghi, Chí Thức tại xã Nguyễn Vích. 100% diện tích rừng được dự báo cháy ở cấp 4, cấp rất nguy hiểm và nguy cơ chuyển sang cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn trong những ngày tới, là tình trạng đáng báo động cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh hiện nay. Thực bì đã khô hoàn toàn, đất cũng không còn độ ẩm, các tuyến kênh nội đồng đã cạn khô từ nhiều ngày qua. Thậm chí mực nước tại các tuyến kênh chính phục vụ cho công tác chữa cháy cũng đã gần chạm đáy. Chưa bao giờ người trồng rừng bất an như hiện nay. Khô hạn thì nó gây gắt hơn mấy năm trước, nước nó mày vượt mau hơn mấy năm trước, có nghĩa là cho người dân là ký cái phương án phòng chống cháy, rồi cũng là tiếp tục để tuyên truyền các hộ dân về cái công tác phòng chống cháy rừng. Hiện nay là đã xã đã thành lập hai tổ máy rồi, nhưng mà cái điều kiện khó, nếu như mà có sự cố cháy xảy ra thì nó khó trong cái vận chuyển là máy. Bởi vì em biết cái đây hiện nay các tán rừng trên lâm phần, các khuôn hộ của người dân đã khô hết rồi, khó là vận chuyển cái tổ máy, nếu như mà có sự cố xảy ra, cháy xảy ra thì mình điều cái phương tiện đến để từ cái kinh chính dẫn lên thì nó rất xa, một khuôn hộ nó rất xa, cho nên mình cũng khó trong cái quản lý mà đảm bảo trong các cái chữa cháy, điều động các tổ máy đó. Nỗi bất an của người dân là có cơ sở, bởi cùng thời điểm này năm trước, dự báo cháy trên toàn lâm phần rừng tràm của xã Nguyễn Phích chỉ ở cấp 2, cấp 3 và nắng nóng cũng không diễn ra gay gắt như hiện nay. Đặc biệt, mùa khô năm nay lại được dự báo sẽ nóng hơn trung bình nhiều năm, khoảng 1 đến 2 độ C. Thì bây giờ đối với thiểm cấp 4 thì cái độ ấm hình như không còn nữa, khả năng cháy thì rất là cao, ra là cái công tác trực thì 24/24. Còn cái tổ máy, đối với 5 thành viên tổ máy thì cũng trong thời điểm cao điểm thì cũng đi tuần tra kiểm tra kết hợp với hộ dân đó. Thì bên cạnh đó thì cũng sẽ bố trí các thành viên tại cái tổ máy, khi mà có sự cố xảy ra thì sẽ điều tổ máy đi để thực hiện cái nhiệm vụ. Ủy ban xã mới chỉ đạo cho các cái tổ máy để trực phòng chống cháy cũng như là các ấp lâm phần thực hiện tốt cái việc tuyên truyền cho người dân trong cái công tác phòng chống cháy, đặc biệt là đẩy mạnh các cái hoạt động dán da, rồi phát tờ rơi cũng như các cái cụm pano biển báo để cho người dân hiểu nắm chắc các cái tình hình, các cấp độ cháy ở từng thời điểm để người dân nâng cao cái ý thức trong công tác phòng chống cháy rừng.
Ngoài công tác trực 24/24 để bảo vệ rừng, ngành chức năng xã Nguyễn Phích cũng phát thông báo yêu cầu các chủ rừng, mọi người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là nghiêm cấm vào rừng khai thác ong trong giai đoạn hiện nay. Đối với những khu vực trọng điểm, địa phương cũng tiến hành đặt biển cảnh báo, thành lập đường dây nóng, nhóm Zalo nhằm chủ động hơn trong công tác phòng chống cháy rừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ vừa tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 bằng một tình huống giả định cháy tại hiện trường. Theo tình huống giả định, 9 giờ sáng khi trời đang nắng nóng, gió mạnh, thì lực lượng tuần tra rừng đã phát hiện một mũi cháy mặt bằng sau khai thác tại khoảnh 6, tiểu khu 005, liên tiểu khu sông Trệm. Đám cháy đang bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng, đe dọa khu vực rừng trồng và nhà dân xung quanh. Tổ tuần tra đã báo cáo về công ty bằng hệ thống thông tin bộ đàm nội bộ. Đã phát hiện cháy là khu vực sau khai thác tại khoảnh 6, tiểu khu 006, liên tiểu khu sông Trệm. Đám cháy là hiện nay là coi như là bùng phát mạnh, có khả năng là nguy cơ là lây lan rộng, diện rộng, đe dọa khu vực rừng trồng và hộ dân và khu vực xung quanh. Liên tiểu khu U Minh Hai xin báo cáo, xin ý kiến ban chỉ đạo. Ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ đã huy động 3 tổ máy bơm gần khu vực xảy ra cháy, nhanh chóng cơ động đến hiện trường để triển khai đội hình chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực cháy có gió mạnh, lượng thực bì khô héo nhiều nên tốc độ cháy nhanh hơn và có khả năng cháy lan sang khu rừng trồng bên cạnh. Lực lượng tiếp cận hiện trường khó có khả năng kiểm soát, khoanh vùng nên đã xin chi viện tiếp. Ban chỉ huy công ty đã xin chi viện thêm 2 tổ máy bơm từ hạt kiểm lâm huyện U Minh và công ty gỗ Hùng Dũng đến ứng cứu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh điều động một xe chữa cháy chuyên dùng vào hiện trường để hiệp đồng với các lực lượng khác tham gia chữa cháy. Sau khoảng 90 phút, lực lượng tham gia chữa cháy đã khống chế bao vây kịp thời 2 mũi cháy, không cho cháy lan sang các khu vực lân cận. Báo cáo với ban chỉ huy thì tổ tuần tra đã kiểm tra cái mũi cháy tại khoảnh 6 tiểu khu 006 liên tiểu khu sông Trệm, thì sau khi xảy ra cháy thì triển khai đội hình tổ cháy. Xin báo cáo với ban chỉ đạo công ty. Thì các đồng chí tổ trưởng tổ máy kiểm tra hiện trường lần cuối. Sau kiểm tra đảm bảo an toàn đám cháy thì rút lực lượng và trang thiết bị về vị trí trực. Đó. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý đã khô cạn, nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng cao. Việc giả định tình huống cháy bất ngờ giúp nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng tại chỗ, đồng thời nâng cao năng lực trong chỉ đạo, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Thời tiết khô hanh nắng nóng như hiện nay, nguy cơ cháy nổ xảy ra khá cao, nhất là tại khu đông dân cư và ở các điểm chợ. Trước tình hình trên, ngành chức năng huyện Ngọc Hiển đã và đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ngành chức năng huyện đã tổ chức đoàn tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ga, xăng dầu, các kho bãi chứa hàng hóa, khu đông dân cư, điểm chợ, nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Cùng với kiểm tra, lực lượng cũng tuyên truyền đến người dân, hộ sản xuất kinh doanh các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt tại bếp nấu ăn, nơi thờ cúng, hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì bình chữa cháy cơ bản và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có sự cố xảy ra. Địa phương cũng triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia để phòng cháy chữa cháy hiệu quả, quy động lực lượng trực kể cả ngày nghỉ và ban đêm, nhằm sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống, sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân. Nắng nóng, thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến môi trường vuông tôm, dễ làm cua nuôi nhiễm bệnh và chết. Ngành chuyên môn huyện Ngọc Hiển hướng dẫn người dân cách phòng bệnh trên cua để giảm bớt thiệt hại. Hàng năm vào thời điểm tháng 3 đến tháng 4 dương lịch thường xuất hiện tình trạng cua chết rải rác. Do đó, ngành chuyên môn huyện Ngọc Hiển khuyến cáo các hộ dân trên địa bàn
cần chăm sóc cua nuôi, theo dõi nhiệt độ, độ mặn, pH thường xuyên trong vuông tôm. Người dân nên thả cua giống khi thời tiết mát với mật độ vừa phải, đảm bảo đủ thức ăn tự nhiên cho cua nuôi sinh trưởng phát triển. Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học 2 lần một tháng để làm sạch đáy ao, hạn chế khí độc, ổn định môi trường nuôi. Khi cua có dấu hiệu bệnh, phải báo ngay cho cán bộ khuyến nông địa phương để có biện pháp xử lý, hạn chế lây lan. Toàn huyện Ngọc Hiển có diện tích nuôi cua trên 20.000 hectare kết hợp với con tôm, mô hình nuôi cua giúp cho người dân có được thu nhập cao. Thưa quý vị, ảnh hưởng của đợt nắng hạn gay gắt vẫn đang tiếp diễn, con số thiệt hại vẫn đang được thống kê. Tuy nhiên, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác lạc quan hơn, đó là giữa cái nắng hạn bao dây để có những mô hình sản xuất phù hợp thích ứng với tình hình thời tiết. Như tại ấp 5 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, thời điểm này nhiều nông dân đang tất bật thu hoạch vụ đưa màu xuống ruộng với nhiều phấn khởi. Hơn 10 năm thực hiện mô hình đưa màu xuống ruộng, đời sống gia đình anh Trịnh Văn Quyền thêm ổn định nhờ nguồn thu nhập từ bí đỏ. Riêng năm nay, gia đình vẫn duy trì 8 đường bờ với chiều dài 420m một đường. Bí hiện đang vào giai đoạn thu hoạch với trọng lượng từ 5 đến 9 kg một trái, gia đình ước đạt khoảng 30 tấn. Với giá sỉ được lái thu mua 10.000 đồng một ký, gia đình cầm chắc tiền lời hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó là nguồn thu nhập phụ từ bông bí, ngọn bí, cũng giúp tăng thu nhập từ vụ màu mùa khô. Mình không biết có trồng gì nữa thì coi như là cũng để vậy à. Nó rất là phí. Thì từ lúc mà có mô hình trồng màu, đưa màu xuống ruộng thì mình tận dụng cái mùa khô này. Mùa khô thì mình cũng không có làm gì hết trơn. Rồi mình làm cho mình luôn. Rồi bắt đầu mình tăng thu nhập cho gia đình mình. Năm nay cũng được 100 triệu. Mô hình đưa màu xuống ruộng được chi bộ ấp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện và có hơn 70 hộ tham gia, diện tích trên 120 hectare. Cứ vào trước thời điểm thu hoạch vụ lúa đông xuân, hàng trăm hectare qua màu lại được xuống giống để thu hoạch sau Tết Nguyên đán, mang đến lợi nhuận hơn 70%. Trong đó, bí trở thành mặt hàng chủ lực trong phong trào đưa màu xuống ruộng của địa phương. Mỗi vụ thường kéo dài trong 75 ngày, từ xuống giống đến thu hoạch hết khoảng tháng 2 âm lịch. Lúc chưa trồng màu thì đến bờ thì mình cũng để trống thôi, nhưng khi từ khoảng hơn chục năm về đây nó phát triển về màu á, thì mình tận dụng thêm để mình trồng thu nhập thêm cho gia đình. Một năm như 2 hectare của mình thì mỗi một mùa thì chắc được khoảng, nếu trung bình thì khoảng cỡ 150 hơn gần 200 gì đấy, thì mình chi phí rồi cũng còn được cỡ hơn 100. Cũng đưa vào làm thì nói chung là nó có hiệu quả, thì từ đó là nhân rộng các mô hình cho đến thời điểm này thì như vậy là đã trên 10 năm bà con cũng thấy là như vậy là cái đưa màu xuống ruộng, nhất là cây bí, và nói chung là như vậy là đều có hiệu quả, thu nhập như vậy là cho năng suất cao, và như vậy là đáp ứng được cái nhu cầu, như vậy là cải thiện được cuộc sống gia đình, mà từ đó mà bà con là phát triển kinh tế là khá giàu, mỗi nhà để mua được xe hơi. Tận dụng phần đất bờ ruộng cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm duy trì mô hình, bà con nông dân chia sẻ với nhau bí quyết để trồng màu hiệu quả. Bên cạnh đó, điều kiện đất đai phù hợp giúp qua màu cho năng suất cao, thương lái biết và thu mua, giúp đầu ra ổn định. Những yếu tố đó đã giúp mô hình đưa màu xuống ruộng tại ấp 5 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời được bà con hưởng ứng mở rộng. Từ đây, nhiều hộ gia đình đã phát triển vươn lên khá giàu. Bộ mặt nông thôn cũng thay đổi khang trang, nông dân bền bỉ gắn bó do những vụ sản xuất được mùa, được giá. Nằm trong chuỗi các hoạt động tháng thanh niên năm 2024, sáng nay thành đoàn Cà Mau tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh tại phường 5, thành phố Cà Mau. Thành phố Cà Mau hiện có 8 trên 10 đơn vị đã được công nhận đô thị văn minh. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, đông đảo đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong mọi hoạt động, các phần việc đóng góp cho sự phát triển quê hương. Sau buổi lễ phát động, lực lượng đoàn viên đã ra quân toàn thành phố với các hoạt động như phát tờ rơi về tuyên truyền chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, ra quân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Nhằm xây dựng tuyến đường giao thông kiểu mẫu đem lại ánh sáng cho người dân lưu thông thuận tiện vào ban đêm, huyện đoàn Ngọc Hiển đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, đoàn viên thanh niên trên địa bàn hỗ trợ ngày công để kéo điện, mắc bóng đèn thắp sáng đường quê.
Từ khi các tuyến đường được thắp sáng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nông thôn, vừa kéo giảm tai nạn giao thông. Đây còn là định hướng của tuổi trẻ huyện Ngọc Hiển cùng với cấp ủy chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, huyện đoàn Ngọc Hiển đã phối hợp thực hiện 12 tuyến đường ánh sáng an ninh trên các tuyến đường trung tâm huyện, xã, thị trấn và khu vực nông thôn với chiều dài 5,8 km, tổng kinh phí thực hiện 260 triệu đồng. Việc lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để nỗ lực giảm nghèo bền vững. Từ đó, một số địa phương đã xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần nâng chất tiêu chí nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới. Phóng sự thực hiện tại xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, một trong những địa phương đã thực hiện xóa trắng hộ nghèo. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ này. Song song đó là khơi dậy ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, cận nghèo. Qua công tác tuyên truyền, vận động, cầm tay chỉ việc, nhiều hộ nghèo đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực được nhà nước hỗ trợ, đầu tư để phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thì bây giờ mình trước kia thì mình khổ, bây giờ mình về đây mình mướn đất rồi, giờ cũng khỏe rồi, rồi xã ấp đồ cũng lo cho mình đó, rồi cho nhà, cho điện, cây nước đồ, rồi giờ mình cũng khỏe rồi, mình xin thoát nghèo luôn, mình cũng mừng, giờ mà ăn cũng được. Từ đây sắp tới là mình mở thêm mô hình nữa, mình nuôi heo. Từ một hộ nghèo không có đất ở, phải ở tạm trên phần đất của người thân cho mượn, nhờ nhà nước cho vay 50 triệu đồng, gia đình anh Lê Quảng Long và chị Đoan Thị Nhi ở ấp Trạch Ruộng B sắm sửa được một số máy móc để làm cơ sở sản xuất bàn ghế từ gỗ, từ đó vươn lên thoát nghèo, sang được miếng đất để cất nhà ở. Thì em cũng đi làm theo mấy trại mộc đó, rồi có tích lũy được cái nghề đó, mình vậy em mở ra em làm hơn nè. Nhờ vay vốn của nhà nước đó, làm được cơ sở nhỏ nhỏ thôi. Có vốn nhiều hơn thì em phát triển máy móc nữa, em làm cho đủ trang trải gia đình đó. Mình cũng gắng làm vươn lên thôi. Năm 2014, xã Khánh Lộc có 126 hộ nghèo và 100 hộ cận nghèo. Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trong công tác giảm nghèo, mà đến nay xã đã xóa trắng hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để các hộ nghèo, cận nghèo có thể thoát nghèo bền vững. Phân tích những cái hộ nghèo thiếu hụt những cái tiêu chí nào để từ đó để có cái giải pháp để hỗ trợ cụ thể cho từng cái hộ nghèo. Xã cũng tranh thủ vận động được các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm để hỗ trợ chia sẻ về nhà ở và các cái nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho hộ nghèo. Cũng tranh thủ đối với ngân hàng chính sách xã hội của huyện để hỗ trợ chia sẻ về cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để hỗ trợ giúp đỡ. Phân công đối với cán bộ thú y, đối với cán bộ nông nghiệp, những cái hộ nghèo mà có tư liệu sức để xuống để hỗ trợ giúp đỡ về cái khoa học kỹ thuật. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau được phân bổ kinh phí thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên 365 tỷ đồng để triển khai các dự án, tiểu dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững cho hộ nghèo cận nghèo. Phát huy những kết quả đã đạt được, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, để chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.